Tối mùng 7 tháng 3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại chương trình giao lưu văn nghệ, các tiết mục ca múa nhạc, nhảy vũ điệu mới được đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ các đơn vị dàn dựng công phu, biểu diễn tập trung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội. Chương trình giao lưu đã góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, tổ chức quần chúng trong các đơn vị lực lượng vũ trang, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn lực lượng.